有。Vì tội mưu sát thân thành, cho kế hiệu pháp tù chung thân Trịnh Hội Nguyên đã kiện lên tòa án tối cao. Tòa tối cao phán xử, chắc án nguyên thẩm đã dẫn dắt sai bồi thẩm đoàn. Phán bị cáo kiện lên tòa tối cao là đúng, còn cho xử lại vụ án. Chuyện gì vậy? Sao lại thả cho ta? Đúng là có một công lý nữa mà. Chơi không?